Bạn đã đọc qua tiêu đề và biết lý do mà video này xuất hiện. Đó chính là dùng 1 tỷ ngày để chơi The Tronic Battleground. Tuy nhiên, 1 tỷ ngày thì làm sao mà hoàn thành được nhỉ? 10 năm chỉ có 3.650 ngày, mà 100 năm đi chăng nữa, nó chỉ có 36.500 ngày. Đương nhiên rồi, nếu mà tôi không làm được thì đến đời con tôi, đến đời cháu tôi, đến đời chắc tôi, chút chết chuột chết. Không phải đây là ngày đầu tiên thì các bạn, bởi vì các bạn cũng thấy rồi, số kill của Bùm đã là 232. Nhưng mà chúng ta để bú được cái content 100 ngày gì đó, chúng ta chỉ sáng tạo sang là 1 tỷ thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ lợi dụng những cái ông này nè. Và chúng ta sẽ làm cái gì các bạn biết không? Đó chính là đánh lén mà còn hút nữa. Đó chính là ăn cắp kill của... Ê, đúng rồi, đứng yên đi, đúng rồi, đứng yên đi. Quá trời hay luôn. Chiến thuật này quá tuyệt vời luôn, chiến thuật này cứ rất tuyệt vời. Vẫn là như thế đó, đúng rồi, vẫn là như thế. Đó, ê, vẫn còn mực lắm nha các bạn. Ê, chuẩn bị một kill đầu tiên rồi. Quá tuyệt vời. Cái gì, anh có quay không anh hả? Đương nhiên anh có quay rồi em. Đó, em bắt đầu. Anh bắt đầu thấy hứng thú vậy mày đó. Đạp quay ra. Dăng lên. Chụp. Trời ơi, một quả combo quá tuyệt vời đến từ Bùm Roblox. Đâu rồi? Số 4. Ôi ơi, không kịp quên. Số 4 cũng không hả counter được cái kill số 1 đó nữa các bạn ơi. Đâu rồi? Bởi ra đây. Ấy da, có người phá rồi. Ê, đây rồi. Đâu vậy? Đừng. Mình giỡn bạn ơi. Ê, mình nghĩ giỡn. Úi, rồi các bạn ơi. Đây rồi. Kiều thứ hai thể hiện đúng trình độ kỹ năng của Bùm Roblox rồi các bạn. Ái xa. Bạn nào nữa trai đẹp không? Đánh trước lấy lợi thế các bạn ơi. Không phải mình ăn gian, nhưng mà 1 tỷ ngày thì mình cũng phải ăn gian khúc đầu chứ. Không có kỹ năng thì mình phải chơi ăn gian năng. Tuyệt kỹ ăn gian năng. Solo với em, anh đang solo với em nè em trai. Đó, tại vì em không biết thôi. Tại em không biết cái kỹ năng solo của anh nó có liên quan tới ăn gian nữa. Ôi xa. Trời ơi. Ông rốt đó. Đi ra. Ê. Nhảy lên rồi. Ê xôi. Down slam. Dục ra. Hồi ôi, bạn này không phải đối thủ của Bùm rồi. Kiểu này làm sao làm đối thủ của Bùm được. Quá tuyệt vời luôn các bạn, phải dùng cái từ là quá tuyệt vời luôn rồi. Ơi. Thật ra là tất cả những bạn này kỹ năng cũng cao lắm, nhưng mà do kỹ năng của Bùm cao hơn thôi. Không, lại là đánh lén. Ây da, đúng rồi. Ây da, bị đánh lén ngược lại rồi. Ôi. Gụ đi chân lạnh tá. Đây rồi, ăn hôi. Ê. Bạn ơi, mình lỡ nhấn nút rồi. Ông kia ăn mạng luôn rồi. Trời ơi. Ăn hôi có chút xíu cũng không được nữa hả? Ăn hôi chút thôi mà. Trời ơi, hụt. Oh my god. Chạy đi. Đừng lại gần. Chạy đi. Làm sao chạy được? Nói vậy thôi chứ. Làm sao chạy được? Sau một khoảng thời gian chiến đấu thì Bùm mới nhận ra rằng là tất cả những cái người viewer trên kênh Bùm hình như có một cái niềm thù hằn gì đó với Bùm, bằng cách đó là tất cả mọi người đang dí vào Bùm. Như các bạn thấy thì hiện tại đang có trường hợp là 4-5 người đang đánh một mình Bùm. Quá trời, nhưng mà không sao, Bùm đã nhấn counter lên, nhấn số 1 lên. Đi cứu tay. Ai da, nhấn cái gì đâu cũng vậy, cũng nằm sắp. Trời ơi. Cho tao đứng lên. Rồi. Ê, còn sống nha. Tiếp theo là Bùm đã được tất cả những anh em viewer chăm sóc rất đặc biệt và kỹ lưỡng, giống như 4-5 thằng dí vô chơi một con chó vậy. Và đương nhiên rồi, với thời gian tuyệt vời này thì Bùm quyết định thoát con mẹ nó luôn. Với cái việc mà các bạn viewer nhảy vô cho Bùm ăn hành nhiều hơn ăn cơm, thì Bùm đã quyết định đổi sang cái con nít phụ này thì mới có thể chơi được các bạn ơi. Chúng ta phải đổi qua một con ặc mà không ai biết mình là ai mới có thể làm video được các bạn ơi. Tuy là tao mới chơi, nhưng mà tao chơi không ngu đâu nghe.
Kyoto gửi lời yêu thương đến bạn, gửi lời yêu thương đến bạn lớp nha. Bye bye. Đây à, đây đây đây, mày cần mày lại đây, mày bơi lại đây với tao nè. Đừng dậy, đừng cứu luôn nữa. Ohimi, oh, mít chị, đừng có nói chuyện trong bây giờ trong gít đứa, đánh mà còn nói chuyện. À, ông lớp này quay lại trả thù các bạn ơi, ông lớp này lại quay lại trả thù tôi rồi. Xài ơi, được đấy. Vấn đề là có trả thù được hay không? Ải hụt rồi anh trai ơi. Này. Trả thù. Và thế là mình và đồng chí lớp này lại tiếp tục giao lưu văn hóa và nghệ thuật. Chỉ có điều đồng chí lớp này làm sao mà so sánh trình độ với Bùm được. Bạn cay lắm đúng không? Bạn cay lắm đúng không? Chạy đi. Tất cả chạy đi. Bạn cay lắm. Ê, đừng. Đừng. Bạn ơi, giỡn bạn. Mình giỡn. Đây, mình đứng. Mày. Không lẽ nổ chơi không lại này chữ. Mày lên đường. Bây giờ tao không cần nổ luôn, chơi tay không. Mày đúng. Mày rồi. Kêu tôi cho các bạn. Được rồi bạn ơi. Mình học combo bạn rồi, bạn đứng yên chứ lại chập bạn đánh bạn mình hoài gì. Thôi, đừng né. Ôi, quá trời kỹ năng. Úp cái nữa. Chậu luôn nhấn vào ống. Lạc tài quá. Ê, bạn ơi, đừng đánh mình bạn ơi. Mày, tao đánh mày thôi, mày đừng quá tao. Tao cào tờ mày nè, rồi mày làm sao? Rồi. Ê, đừng mày. Mấy bạn nói chuyện vui quá, cho mình nói chuyện trong mình nói chuyện trong rồi à. Rồi mày xong. Né được ha. Né được một lần không né được cả đời đâu bạn ơi. Ngồi cục này mày. Ủa, lắc rồi. Ủa, dân sai gì? Nani? Thì tôi đã chơi được Kyoto cả anh em ơi.
Đánh nấm trong server này hơi chán nên Bùm quyết định ra ngoài và solo 1v1 xem trình độ của mình đến đâu. Trận đầu tiên thì Bùm gặp thằng Khứa cầm kiếm này, nó spam khá là dữ dội dù đã rất cố gắng bằng cách là out, upper, sau đó là chơi kill 2 và tiếp tục là kill 1, sau đó kill ô tô có được không? Tuy là không mượt mà lắm nhưng mà vẫn là ý giời ơi. Ui dở cái đó thiệt chứ. Cò đấy chơi kêu một chết luôn. Trời. Rồi màu phải cát mày. Trời kêu sao. Xì bạp xạp. Mày ế không nữa. Ây giời ơi. Em trai. Đứng dậy. Mày ế. Sao spam tao hoài gì? Vô combo hay gì đó coi. Nó mày. Bị tao cao tờ rồi. Tao đạp mày xuống. Tao mày quăng mày ra nè. Các bạn ơi, bầm chưa có quen lắm, mới có mấy ngày chơi à, cho nên là chơi có ngu các bạn thông cảm. Nó rồi, xong rồi, đây rồi, ôi trời ơi, cái chuyện đó, nhưng mà vẫn còn, đây rồi, đuôi dạy, ôi, tại sao lại chỗ nó phản kháng cái kêu đó gì ta? Mày, nằm xuống. Nãy giờ tao vẫn chơi, giờ tao làm tiền nè, mày, lên, up up. Rồi, vô combo cả nè. Nè các bạn, trời ơi, xuống nhờ đúng hụt cho sau vô trong tới đây giống như là chơi được khoảng thời gian cái bắt đầu nó hơi bị giật nha. Sao làm lại, thất bại thì làm lại. Khỏi chạy, bơi lại đây em trai, bơi lại đây. Mình đang đồng một bột mà. Tại sao? Lại xì pam. Ôi ôi, cao tơ nè. Mày. Đúng rồi, tao rồi nè, kêu vô tôi. Đừng chạy nữa em trai. Hãy lại gần anh đi. Gần nhau thêm chút nữa nè. Lại đây. Đợi hồi kêu xì pam có bao nhiêu đó rồi làm sao mà chơi lại nhau. Vô ngay đường chiến của nó. Từ bình tĩnh các bạn ơi. Bạn nổ à? Mình nổ sao bạn lại nổ thế? Bạn lại nổ với mình cơ. Bạn lại ơi nổ sao là ngồi ô mình chiến đấu thế rồi ô ô ô sao vậy ôi ông ghê vậy đó hả bra. Bơm lại tiếp tục về server chung và đánh đấm, trong đó có một đại ca này phải nói là kỹ năng cực kỳ cao luôn các bạn. Bơm gần như không thể nào đối đầu với bạn này bởi vì cái khả năng di chuyển của bạn này là quá tuyệt vời. Và Bơm phải nói là khi đánh được với bạn này thì Bơm học hỏi được rất nhiều về kỹ năng di chuyển của bạn ấy. Trong đó những cú đát của bạn ấy gần như là Bơm không thể dự đoán được là bạn ấy đang đi đâu như các bạn thấy đây. Quá trời quá đất. Vì vậy thì Bùm khuyến khích là những bạn nào đang huấn luyện kỹ năng thì chúng ta hãy lựa chọn những cái người chơi mà có kỹ năng cao, có cái top view ở trong server thì chúng ta sẽ học được rất nhiều điều từ người này, chứ đừng quá quan tâm đến skill của bản thân nha các bạn. Giải quyết xong đồng chí này thì Bùm cũng đã nhận được 100 view giống như là chúng ta đã mong muốn ngay từ đầu. Bây giờ chúng ta đã có thể kết thúc một ngày rất là vui vẻ trong game The Strongest Battleground. Dự định trong tương lai thì Bùm sẽ tiếp tục làm những giải đấu về game này cho những viewer trên kênh cũng giống như là những người ở trên Discord, một cái giải đấu ao làng nhẹ nhàng thôi các bạn. Chúng ta sẽ cùng nhau so đọ kỹ năng và phần thưởng sẽ là Robux. Cho nên rằng nếu mà các bạn đang yêu quý các cái tựa game kỹ năng thì hãy nhanh chóng luyện tập ngay từ hôm nay đi. Rất cảm ơn các bạn đã xem video đến đây. Nhớ like, nhớ đăng ký kênh với Bùm nhé. Bye bye.